thân Yurika đẹp xuất sắc. Anh cái tính anh á ngộ nghĩnh lắm. Ta nói gì cứ ngồi cười cười không à. Mắc cười quá, em nói thiệt á, nãy mà hả? Em mà không nhịn hả là em hốt ông liền á. Người gì đâu mà vô duyên. Có vụ gì mà sao cô Linh giận dữ vậy? Nè, em uống nước đi cho hạ quả. Mà anh nói với em rồi, người ta nói gì kệ người ta, mình không có làm vậy là được rồi. Với lại á, người ta càng nói sai, mình phải chứng minh cho người ta càng sai hơn nữa. Bởi thiệt sự luôn á, đèn nhà ai nấy sáng, chuyện nhà ai nấy biết. Chuyện nhà mình chưa tính xong, ở ngoài thiên hạ ta biết rần rần hết trơn, tính luôn giùm nữa chứ. Phương, bây giờ cô nói con nghe nè. Con muốn đi du học ở đâu, nước nào, con nói một tiếng, cô với ba con lo cho con đi hết. Thiệt không cô? Thiệt. Quá nè. Thì con cũng không giấu gì. Thiệt ra thì con cũng có đang nghiên cứu một trường ở Mỹ á. Thì con thích cái trường đó lắm. Nhưng mà cái ngành học của con thì học phí nó hơi đắt chút xíu. Đắt là bao nhiêu con? 50.000 đô một năm á ba. 50.000 đô? Đô bây giờ bao nhiêu em? Ba mấy đó. Là khoảng bao nhiêu tiền? Tỷ mấy chứ nhiêu. Một tỷ mấy? Trời đất ơi, cái gì mà một tỷ mấy dữ vậy con? Đó là chưa tính những cái chi phí nè, con sinh hoạt nè, con ăn uống, con đi lại nữa. Thôi, dẹp nha con, bỏ qua, ở Việt Nam học cho ba ha. Anh kỳ cục không? Con nó có hoài bão, con nó có ý chí, nó có muốn hướng ra thế giới, thì mình phải đầu tư cho con chứ. Yên tâm, ba con không lo được, cô lo. Ba đồng một mớ câu chuyện tình. Lại là đồ order của bà Phương. Mẹ bà chú coi đi. Người ta nói là cái đồ lần trước giao nước hoa ấy bị thiếu. Không biết nó gây cái chuyện gì nữa đây nè. Chúc mừng sinh nhật muộn của cô Linh. Hy vọng chai nước hoa sẽ giúp lan tỏa vẻ đẹp của cô. Cô yên tâm, chai nước hoa này là tiền con xin của ba đó. A hi hi. Mẹ tiếc tiền mẹ khóc rồi. Thôi, đừng nói tầm bậy. Cái gì em? Thôi, đưa con coi. Chúc mừng sinh nhật muộn của cô Linh. Hy vọng chai nước hoa sẽ giúp lan tỏa vẻ đẹp của cô. Gì vậy? Hai mẹ con này làm cái gì vậy? Chúc mừng sinh nhật muộn của cô Linh. Hy vọng chai nước hoa sẽ giúp lan tỏa vẻ đẹp của cô. Vậy là em hiểu lầm con nhỏ rồi. Trời ơi. Con gái. Cô Linh. Ôi. Trời ơi, con đã nghiên cứu được hết thông tin của cái trường bên Mỹ rồi. Xong bây giờ con ngồi con điền hồ sơ nè. Giỏi quá vậy. Mặc dù là cái trường nó học phí tận 50.000 đô một năm lận, nhưng mà con nghĩ rồi, nếu mà con săn được học bổng cho năm 2 hả, thì con sẽ được giảm 20% tiền học phí luôn. Đã vậy nha, nếu mà con đi làm thêm á, thì cô với lại ba con sẽ không phải lo tiền sinh hoạt cho con nữa. Trời ơi, Phương của cô đây giỏi quá à. Biết nghĩ cho người khác, lớn hẳn, trưởng thành hẳn rồi đó. Mẹ ơi, Thương Vinh ơi, cả nhà ơi. Cái gì vậy Vinh ơi? Chưa vô tới nhà lại nghe cái họng lớn rồi. Trời ơi, con vội như thế là con có tin cho mẹ á. Mẹ cũng có tin muốn báo với con đây. Tin này còn hay hơn nữa, tin này còn sốt dẻo hơn nữa. Gì mẹ? Là mẹ và ba đã quyết định cho Phương đi Mỹ du học. Thiệt hả ba Phương? Thiệt. Trời ơi, chúc mừng nha. Mà mẹ này. Mà cái đó chưa quan trọng. Quan trọng hơn là cái chuyện này nè. Phương á, đi qua tới Mỹ á, sẽ cố gắng săn học bổng nè. Rồi hả, nói là sẽ đi làm thêm để phụ ba mẹ, con thấy không? Phương càng ngày càng lớn, suy nghĩ càng chững chạc. Con phải nhìn theo Phương mà noi gương biết không? Thì con cũng trưởng thành chứ bộ. Mà con cũng có tin cho mẹ này. Thôi, tôi sợ ông lắm. Mỗi lần ông tin mừng là chìa vô mặt tôi là mời phụ huynh hay là xin tiền, hả? Phải, thì tin hôm nay của con là... Là gì nữa? Thôi mẹ biết con lắm rồi bố nơ. Ngày nào về nhà cũng có tin hết trơn á. Phải làm sao mà đem tin mừng như Phương đem về cho mẹ vậy nè. Mẹ cảm thấy mát lòng mát dạ. Đây con gái ăn đi đó. Mẹ ơi, chị Phương có năng khiếu thì con cũng năng khiếu chứ bộ. Tài năng của con đầy mình luôn nha. Tài năng con là gì? Là đánh nhau, là chọc ghẹo em, là làm phiền ba mẹ, đúng không? Thôi. Đứng đó làm gì nữa. Đi lên trên lầu thay đồ
Thay Đạt, chừng nào tới giờ cơm kêu xuống. Đi đi. Dạ. Chưa đây có ăn gì? Không ăn gì? Không ăn mì ý. Mì ý hả? Ừ, rồi. Ủa, Winner. Em. Ủa anh, sao anh không ngủ thêm đi? Tối qua ngủ có tí xíu à. Winner bị cái gì vậy? Sao cái mặt bí xị vậy? Cái mặt nó bí xị gì? Nó buồn buồn gì? Nó buồn hoài mà nó buồn ngủ hay là buồn đời, buồn tình? Không phải. Buồn ngủ, buồn tình cái gì? Anh thấy con lạ lắm nha. Dạ. Anh thấy nó lén lén nó giấu cái gì sau lưng á. Cầm cái gì á. Dạ, chị. Đội bóng rổ của trường đạt huy chương vàng toàn thành. Riêng Winner là được đặt cách thẳng vào đội tuyển quốc gia. Tương lai là sẽ được tập huấn dài hạn ở nước ngoài. Bộ Winner không báo với chị hả chị? Winner bị cái gì vậy? Sao cái mặt bí xị vậy? Cái mặt nó bí xị gì? Nó buồn buồn gì? Nó buồn hoài mà nó buồn ngủ hay là buồn đời, buồn tình? Không phải. Buồn ngủ, buồn tình cái gì? Anh thấy con lạ lắm nha. Dạ. Anh thấy nó lén lén nó giấu cái gì sau lưng á. Cầm cái gì á. Ôi, vậy mà mình còn đi khen con Phương trước mặt con Winner nữa. Winner. Dạ. Ngồi xuống, mẹ có chuyện muốn nói với con. Ngồi xuống. Sao mẹ hôm nay lạ vậy? Mẹ hỏi nè, tại sao chuyện con được vô đội tuyển quốc gia mà con không nói cho mẹ biết? Vậy là mẹ biết rồi ạ. Mà con không định vào đội tuyển đâu. Tại sao? Cơ hội tới mà mình không chịu nắm bắt. Con phải vô đội tuyển chứ. Thì tại vì là phải đi tập huấn nước ngoài. Mà chắc đi tập huấn nước ngoài thì tốn kém lắm. Mà sắp tới mẹ với cả chú Nguyên định cho Phương đi du học mà. Nên là con lại thôi vậy. Cái thằng này khờ quá trời khờ à. Con bị làm sao vậy? Mẹ lo cho Phương được thì chắc chắn mẹ phải lo cho con được chứ. Con cứ lên đăng ký đi vô đội tuyển. Mọi chuyện còn lại để mẹ lo. Thiệt hả mẹ? Thiệt. Trời ơi, thật ra là hôm nay con phải lên trường để đăng ký với người ta này. Mà từ nãy đến giờ con cứ chăn trở mãi, không biết con nên đi đăng ký không. Mẹ nói này là mẹ hứa con nha. Thôi, con lên trường đây. Chó này, cha mẹ hung cái nha. Ôi, con lớn rồi. Con phải lên báo với bạn của con nữa. Bye bye mẹ. Con trai tôi. Ủa? Trời ơi. Ủa anh? Nhức đầu quá, hôm qua giờ đâu có ngủ gì được đâu. Nhức đầu lắm hả? Ừ. Có sốt xiết gì đâu. Thôi anh lên nghỉ ngơi xíu nữa đi, nằm ngủ đi. Chứ đêm qua anh làm khuya mà. Anh lên trên đó nhức đầu lắm, cho anh ngồi dưới này thở chút. Mà đúng thiệt, không suy nghĩ, không căng thẳng không được em mà. Sắp tới nè, mình phải lo bao nhiêu việc. Nào là lo cho con cái, lo cho bé Phương đi du học nữa. À, mà em gặp Winner em đang nói chuyện chưa? Em nói chuyện với nó rồi. Nói chuyện gì vậy em? Nó có buồn gì đâu. Nó chỉ buồn chuyện nó cãi lộn với việc thi thôi à. Con mình á, là đang tuổi mới lớn, tâm lý phức tạp lắm. Em ráng dành thời gian cho các con nha. Em biết mà. Anh đã lo đủ chuyện rồi. Không nên để ảnh căng thẳng thêm vì chuyện tiền bạc nữa. Dù gì nó cũng là đứa con của em. Bây giờ em đi bán nó giống như là chị dậu đi bán con em. Linh ơi, Linh. Theo anh á, nếu mà em suy nghĩ được phương án khác thì đừng có bán. Bởi vì dù đây cũng là kỷ niệm của em. Giờ sao em không còn cách nào khác để em phải bán. Nhưng mà làm cái gì vậy hả? Tại sao em lừa dối anh? Tại sao em có làm gì đâu? Tại sao em đi bán cửa hàng mà không bàn bạc với anh hả? Lỡ sẽ chuyện tốt em
vỡ của màu như tình ta ngày xưa. Anh chẳng biết tìm nơi đâu. Đào Đào, mày bị làm sao vậy? Sao tự nhiên tim đập mạnh quá vậy nè? Đào Đào, Đào Đào ơi, em sao vậy? À, dạ không sao đâu, em đi về học bài đây. Mai ơi hãy chờ, sẽ chẳng rời xa cha con chúng ta phong ba bước qua. Vì nơi đây sẽ chính là nhà, có tình yêu thương thiết tha và chẳng sẽ mãi mãi chờ chờ.